Quý khách hàng đang đi tìm nhà cho con học ở trường đại học Phenica hoặc quý khách hàng đang đi tìm nhà mà theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài phù hợp với lại cái tuyến đường mà Tố Hữu đi lên tới Lê Trọng Tấn và đâm thẳng lên Lê Văn Lương thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, bởi vì ngôi nhà này ngay sát với cạnh cuối đường Tố Hữu đó. Và với cái thiết kế của ngôi nhà 35,6m², thiết kế 4 tầng xây mới độc lập và với cái vị trí cũng như là cái giá bán rất là hợp lý. Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới cho quý vị một ngôi nhà mà có sân cổng riêng, thiết kế rất là thiết thực, hợp lý cho một ngôi nhà sử dụng mà tới 3 thế hệ ở được. Với cái hướng nhà là hướng Tây Nam, vị trí của ngôi nhà thì gần với lại đường ô tô, gần với khu đô thị, gần với trường đại học, xung quanh ngập tràn tiện ích và giá thì rất là hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh khám phá ngôi nhà. Vị trí của nó thì nằm ở cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn. Với ngôi nhà này, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà, có sân cổng riêng thực tế đây quý vị có thể nhìn. Đây. Và với cái thiết kế của ngôi nhà như thế nào ạ? Với phần mặt tiền của nó gần 4m, thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý. Hướng nhà là hướng Tây Nam nhưng mà hướng Tây thì không nóng đâu mọi người ạ. Bởi vì ở đằng trước là đã có nhà hàng xóm chắn rồi. Từ vị trí ngôi nhà này cách có 50m là ra tới đường ô tô chắn nhau, gần như là nằm cạnh với khu đô thị Đô Nghĩa. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài cái phần cửa chính thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phần cửa sổ. Cửa sổ cũng được thiết kế hai lớp, đảm bảo tính an toàn thẩm mỹ cũng như là vào trong cái không gian phòng thì nó rất là thoáng. Hiện tại Ngọc Ánh ở đây đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà này đều đã được thiết kế và hoàn thiện xong hết. Gạch lát nền, trần thạch cao, phần sơn, thiết bị vệ sinh đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi cho quý vị. Theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này, dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh sang tên được luôn trong ngày. Nhà này thì sáng mua chiều với công chứng luôn và có thể ở được ngay luôn mọi người nhé. Thiết kế đây là phần phòng khách. Phòng khách của ngôi nhà thì chủ nhà cũng thiết kế tương đối, hệ thống trần thạch cao, đèn LED, vách PVC nano giả đá mọi người nha. Đây, nó là nhựa, nhựa giả đá. Cái vân đá đây nhìn nó rất là mới. Và với cái độ bền của nó thì tầm 10 đến 12 năm. Kệ TV, gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao. Nói chung với ngôi nhà này thì Ngọc Ánh review cho quý vị chuẩn chỉnh. Mọi người có như thế nào thì đến xem là y như vậy thôi. Cụ thể của nó thì thuộc tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nằm sát với khu đô thị Đô Nghĩa cho nên được hưởng toàn bộ những cái công năng cũng như là cái những cái ưu thế của cái tiện ích chợ trường phường trạm xung quanh. Dân sinh chợ trường đầy đủ, mầm non cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông rất là ok. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện đầy đủ, chỉn chu cho quý vị. Tủ bếp lắp đặt xong hết, phụ kiện bếp cũng vậy. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp. Mặt bếp thì ốp đá granite. Chậu rửa, vòi rửa lắp đặt xong xuôi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi. Đảm bảo là về ở được ngay. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh, đáp ứng đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngõ nông, đường thoáng, tiện ích giao thông, đi lại thuận tiện, giá bán hợp lý gần như nhất khu vực. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính, chủ nhà lắp cho quý vị một vách lam gỗ ở đây. Nói chung là thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng cái công năng sử dụng thì rất là hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Dạ vâng, với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một tầng một phòng ngủ siêu rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ của ngôi nhà. Phần phòng ngủ này được hoàn thiện xong hết, đầy đủ hết rồi. Cửa sổ này,
ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần hẹp cao, đèn led, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Ngôi nhà này lại là căn trong cùng cho nên rất là yên tĩnh mọi người ạ. Đi có mấy bước chân là ra tới chợ, ra tới khu đô thị đó. Xung quanh đầy đủ ngập tràn. Quan trọng nhất, tất cả những cái nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị, sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh. Đây, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là một lớp cửa gỗ mọi người nhé. Phòng vệ sinh ở tầng 2 thì đặt ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà. Ánh sáng ở đây có cửa sổ để lấy ánh sáng thoáng. Bồn cầu liền khối. Đấy. Lavabo, hệ thống sen tắm nóng lạnh đầy đủ. Trong phòng vệ sinh này thì được ốp cái màu gạch rất là nhã nhặn. Và cũng như là chủ nhà thì ốp toàn bộ gạch 30-60 lên tới 2/3 trần, rất là sạch sẽ. Mời quý vị theo chân của mình lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Nên trên phía tầng 3 là ngôi nhà này có hai phòng ngủ rộng. Phòng nào cũng đây mọi người, thực tế nhá. Phòng nào cũng cửa sổ thông thoáng, phòng nào cũng được lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Phòng này thì cực kỳ là vuông vắn và cái khổ đất của ngôi nhà này cũng cực kỳ là vuông vắn. Không có lỗi bất kỳ một cái gì mọi người nhá. Không chéo, không thấp hậu. Đó. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng ốc vuông cho nên rất là dễ kê đồ. Và với cái mặt tiền của ngôi nhà thì là hơn 4m cho nên là rất là rộng mọi người ạ. Phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3. Đây mọi người có thể nhìn thực tế đây, rất là sáng, thoáng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế nó là cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Và cái công năng sử dụng của mỗi phòng vệ sinh thì phù hợp với từng tầng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và em đang bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thì đây là cái phần để máy giặt riêng mọi người nhé. Này, đầu chờ sàn thoát nước, cấp nước vào. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một không gian phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ, phòng thờ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình là khác nhau. Tuy nhiên, bán nhà theo hiện trạng, nhà có sao thì em review cho quý vị là như vậy. Quý vị có thể cân nhắc về cái vị trí, cân nhắc về cái giá bán. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để được tư vấn trước khi đi xem nhà thực tế nhé. Phần còn lại, sân phơi. Xung quanh của ngôi nhà, ngay gần với lại nhà văn hóa, gần với lại trục đường chính, gần với điểm xe buýt và gần với lại trường đại học, gần với khu đô thị. Nói chung là đã review rất cụ thể và chi tiết. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cụ thể hơn nữa, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.